mọi người trong cái việc fail gel như thế nào của hàng Trang Nemo rồi. Hiện tại tiếp theo là cái dòng sản phẩm tái tạo fail gel của Trang Nemo cực kỳ hot và sôi động trên thị trường làm đẹp của chúng ta. Trong thời tiết như thế này, cái việc ở nhà dưỡng da và chăm sóc da của chúng ta cực kỳ quan trọng. Và làm cách nào để thay đổi làn da, bóc ra một cái làn da mới đó, thì nhờ em cái failing này nha. Cái em này có tên gọi là fail của Trang Nemo. Nếu mấy chị muốn mua dòng sản phẩm này, không thấy thực sự là cái tên tiếng Anh của nó rất là nhiều dài dòng và nhiều lúc em đọc cũng không chuẩn. Em đọc đại là cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm fail da của Trang Nemo đó, đọc dễ thôi, làm em chốt đơn rất là nhanh. Và cái này là số 2. Tại sao là số 2? Số 2 là dành cho những chị em nào đang bị nám tàn nhang đó, muốn tái tạo da sử dụng em số 2 này đó. Em chỉ có em số 2 này thôi, em số 1 em chơi vài hàng. Và dòng sản phẩm này có công dụng như thế nào nè và sử dụng như thế nào thì trong những cái clip trước em đã nói rất là chi tiết và rõ ràng, và kể cả trên cái hộp này nó cũng đã có sẵn. Đối với những chị em nào muốn fail da trong cái ngày này, em nói thật sự là đỉnh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái trong thời tiết như thế này chúng ta fail ra một phát, đúng không? Chuẩn bị tới ngày lễ, ngày Tết nè, chuẩn bị tới những cái ngày lễ nè, chúng ta fail ra một phát là bắt đầu chúng ta đi ra ngoài đường là chỉ cần một lớp kem chống nắng thôi là đảm bảo là đẹp tuyệt vời luôn. Khi mà fail da xong, nó cảm giác là da của chúng ta nó căng, nó bóng, nó mịn và kiểu như là hai bên má của chúng ta nè, giống như là nó đang ửng lên, trẻ cực kỳ luôn, nhìn thiệt sự là giống như gái 18 luôn nha mọi người. Ủa, chị em tầm da tầm tuổi là 35-36 nhìn da ửng lên giống da 18 mê lắm luôn á. Và dòng sản phẩm này nó sẽ giúp loại bỏ đi những tế bào và thay thế vào đó nó sẽ làm những tế bào da mới, giúp cho da của chúng ta giảm nám, trắng mịn và cực kỳ gọi là nó giảm đi những cái vết nhăn rất là tốt luôn nha mọi người. Mọi người mà ai chưa fail da thử lần nào thì có thể mua sử dụng kem fail da này. Và trong sản phẩm fail da này hiện tại trên thị trường đã có hàng giả hàng nhái mọi người. Mọi người chú ý chỗ này nè. Khi mà mua dòng sản phẩm fail da của Trang Nemo thì mọi người lưu ý cho em là cái tem chống hàng giả điện tử nè. Và phía bên sau của nó là cái tem gọi là cái tem chip mã vạch. Hai cái tem này là cực kỳ quan trọng, nhớ giùm em. Hiện tại thị trường đang hàng giả hàng nhái tràn lan, không biết đâu là đâu, không biết chỗ nào uy tín, cứ đụng vô người ta đang bán uy tín cứ nói ừ em ơi hàng loại máy cũng hơi dặn hơi bật à nha. Hiện tại bên em thông báo với tất cả các khách hàng của bên em chuyên cung cấp mỹ phẩm PC cosmetic cũng như là mỹ phẩm đắt cứng, luôn luôn cung cấp những dòng sản phẩm thực sự chất lượng, thực sự uy tín và luôn luôn đem đến những dòng sản phẩm chất lượng giá cả bình dân nhất. Em nghĩ hiện tại là công ty bên em đã đáp ứng đầy đủ về những chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu về giá cả cho mọi người rồi. Nếu những ai đang thực sự kinh doanh về mỹ phẩm hoặc là đang mê kinh doanh mỹ phẩm thì có thể em công ty bên em sẽ là nguồn hàng hỗ trợ đắc lực cho mọi người tìm kiếm khách hàng. Và đây là dòng sản phẩm cũng rất là hot trend và một cái dòng sản phẩm rất là nhỏ trong cái việc làm đẹp của chúng ta. Bên em có rất là nhiều dòng sản phẩm mà đem đến những cái dòng sản phẩm đem đến những cái làn da mới mẻ hơn, những làn da tuyệt vời hơn, thì mọi người có thể là đăng ký kênh bên em và có thể là vào trong Zalo Facebook của em qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279, cam kết nguồn hàng chất lượng, giá cả bình dân và luôn luôn là nguồn hàng ổn định nhất cho mọi người để mà kinh doanh nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, kính chúc mọi người bình an, vui vẻ và thành công nha. Bye bye.